Em xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Sài Gòn hôm nay ngày ngày 3 tháng 6 năm 2021 và chúng ta đang có mặt ở đây là khu vực quận 7, phường Tân Kiển. Và chiều hôm nay thì em có việc qua showroom bên quận 7 số 22A Phan Huy Thực. Bên đây là chi nhánh Lộc Tài.com, chi nhánh của công ty. Thì bên đây chuyên bán lẻ các laptop rồi linh kiện cũng như dịch vụ sửa chữa laptop thì có hiệu đầy đủ các hiệu như HP rồi Dell rồi Avita rồi Lenovo, Acer, MSI, nói chung là rất là nhiều các sản phẩm chính hãng và sẵn tiện đây rồi bây giờ đang trên đường đi về rồi sẵn quay vài hình ảnh ở khu vực quận 7 này để các anh chị các bạn hình dung được cái khu xóm quận 7, khu phường Tân Kiển ngày hôm nay nó như thế nào ha, trong cái mùa đại dịch như thế này. Nếu mà anh chị ở quận 7 thì chắc cũng là gần với công ty thì chi nhánh công ty cũng gần cái đường đôi số 22A Phan Huy Thực, song song với đường đôi này nè. Ở bên Tân Kiển này có cái đường đôi này cũng tôi nói là lớn và đẹp, ở giữa thì có hàng cây rồi. Buổi chiều thì có nhiều người tập thể dục rồi ở đây lúc mà chưa có dịch bùng phát thì có rất là nhiều quán ăn cũng như quán cà phê ở đây. Nếu mà anh chị ở gần đây thì nếu mà có nhu cầu về máy tính hay là dịch vụ sửa chữa hay là trong quá trình sử dụng có điều gì đó nó thắc mắc thì có thể liên lạc với Lâm TV để được tư vấn cũng như là hỗ trợ, tất cả là miễn phí, không có mục đích câu view hay vụ lợi gì cả, thì đó cũng là cái sự tri ân đến của Vinlam TV đến với anh chị và các bạn, tại vì ngày nào anh chị cũng xem rồi ủng hộ rồi em cũng muốn làm cái gì đó để giúp cho anh chị và các bạn. Còn mua thì nếu anh chị ở đâu thì mua online cũng được. Đây là đường số 7, cũng là đường đôi. Ở đây những căn nhà ở đây thì chúng ta thấy rất là lớn, rất là đẹp. Nhưng mà ngày nay do là dịch bệnh nên mình thấy nó không có hồn, nhìn buồn. Buổi chiều người dân ở đây tập thể dục, rồi đi dạo, con nít thì chạy xe đạp đồng vòng. Ở đây gần với chợ Tân Quy, chợ Tân Quy một ngôi chợ rất là đông và rất là nhiều các loại rau cải rất là rẻ. Giờ chiều dịch bệnh thì ở Sài Gòn thì đang diễn biến phức tạp, nói chung hôm nay những ca nhiễm ở Sài Gòn thì hình như là không có. Cầu mong cho cái dịch này nó sớm đi qua này ha, để chúng ta trở lại cuộc sống bình thường. Đó, mình quẹo qua chợ Tân Quy nha. Ở các đường số này buổi chiều thì bán rất là nhiều đồ ăn vặt, vì ở đây cái vỉa hè ở đây nó tương đối là rộng đó, nhưng mà do là tình hình chung nên mình nhìn thấy nó trống trơn à. Đó, cái gì thấy trống trơn. Mặt bằng nào cũng đẹp hết trơn, đường nào cũng đẹp, cũng thông thoáng. Ngày xưa cách đây 6-7 năm thì giá nhà ở đây khoảng 6-7 tỷ thì giờ là gấp đôi rồi, mười mấy tỷ luôn rồi. Trong khoảng 6-7 năm thôi, tiền trượt giá ghê chưa. Ở đây là đường số 11. Chúng ta thấy khu xóm ở đây thì vắng ghê ha. Em chạy giữa đường luôn á, nhưng mà không có ai bóp kẹt mình hết trơn á, vừa chạy xe vừa ngủ luôn.
này em nói giỡn thôi nha. Ờ, như đây quán lẩu, lẩu tự chọn nè. Nhưng mà do dịch bệnh này thì hầu như là tê liệt. Như công ty cũng không hơn gì mấy quán ăn này, khai trương trong âm thầm, không có tưng bừng khai trương. Mở ra từ bữa giờ thì nói chung cũng có nhiều anh chị bạn bè đồ ủng hộ, rồi mua những cái thiết bị ngoại vi như chuột phím, rồi dịch vụ sửa chữa cài đặt. Ở nay thì có bạn sale mới rồi, có nhân viên mới ở đây rồi, thì nếu anh chị quan tâm ủng hộ thì cứ lại đây rồi sẽ có bạn ấy chăm sóc ha. Hoặc là liên hệ với Lâm TV để được hướng dẫn chi tiết cụ thể, và cái nào hỗ trợ được thì em sẽ hỗ trợ anh chị. Rồi, chúng ta đi vô đây là đường số 15, một trong những con đường chính ở đây, và ở đây thì chợ hầu như là không có tụ tập như lúc trước. Hôm trước chúng ta thấy ở cái đường này nè, bán rất là nhiều rau cải, rồi trứng, rồi trái cây, đi từ đầu đường tới cuối đường luôn á, tiếng rau ý ới. Nhưng mà do là dịch bệnh nên thành ra nhà nước cấm tụ tập. Ăn uống thì đó là nhu cầu mỗi ngày thôi, người dân cần thì ra mua thôi, chứ bây giờ không có hàng ăn hàng uống nữa thì nói chung người dân cũng khó đó, khó khăn đó, đói luôn đó. Hầu như bây giờ là ngày nào cũng chỉ có lo ăn rồi đi làm thôi. Đó, đây có cái bảng nè, khu vực hạn chế tụ tập đông người nè. Hôm trước chúng ta thấy cái chợ này rất là đông các gian hàng, rất là nhiều các login, 10.000 một bịch, 10.000 một ký, 10.000 trái bầu, 10.000 trái bí. Nhưng mà bây giờ thì giải tán hết rồi, tập trung bán ở hai bên đường, bán rồi người ta mua lẻ đi về. Trứng nè, rồi trái cây, trái vải, mùa này trái vải là rất là nhiều, mà rẻ nữa, do là trái vải không có xuất khẩu được do các cửa khẩu đã đóng. Sân bay giờ cũng đóng luôn. Như kỳ hôm bữa người cô em ở chợ Bến Thành đó, cô nếu mà thời điểm đó cô không có đi Mỹ thì bây giờ cũng khó mà đi, thì sân bay cũng đóng cửa rồi. Đó, chợ Tân Quy bên trong thì giăng dây luôn rồi. Chợ này và chợ chiều đa phần là bán ở ngoài đường, bán ngoài đường là chính. Nhưng mà ngày nay ngoài đường thì giảm một phần rồi, còn một phần ở trong nhà thôi. Sức mua cũng giảm đi. Với lại mùa này người ta cũng hạn chế đi chợ. Đi chợ một lần thôi, ăn cho cả ngày hoặc là ăn 2-3 ngày. Rau thì có thể là mua mỗi ngày, nhưng mà thịt cá thì mua để tủ lạnh đó. Có nhiều người ở chung cư người ta mua rất là nhiều luôn, mua đầy tủ lạnh hết để hạn chế đi lại. Nhà em thì do là ít người nên thành ra mỗi ngày đi chợ một lần thôi. Mua ví dụ mình định mua thịt thì chạy ra mua thịt một cái rồi về, định mua cá thì chạy ra mua cá rồi về, không có la cà, không có lựa chọn như ngày trước nữa.
khu xóm ở Tân Kiển này buổi chiều mình thấy rất là yên bình. Anh quẹo qua đây là đường số 65 nè. Đi tới tí nữa có ngã ba đường 15 bên tay phải, nhưng mà mình đi tới tí nữa em nhớ lần trước lúc trước có đi ăn gì bò lá lốp, bò bía, ô bò lá lốp, bò như bò lá lốp rồi phải. Ở bên này rất là đông, rất là ngon. Không biết bây giờ còn không, giờ tự nhiên quên địa chỉ luôn. Hồi xưa ở đây còn đường mòn á, giờ đường nhựa hết trơn rồi. Đó, mình cũng khó mà hình dung ha. Rồi đây là đường số 69. Giờ đổ nhựa hết trơn, đường lớn hết trơn rồi. Giờ kiếm cái quán bò lá lốp ngày xưa mà cũng hơi không nhận ra. Nếu anh chị ở đây thì chắc có lẽ biết cái quán này, tại vì em lâu rồi em không có đi ăn ở đây nên thành ra cũng hơi bỡ ngỡ. Vào đây thử nha, hình như em nhớ là cái hẻm này thì phải. Hẻm này là đây không phải là giờ là cái đường rồi. Cái đường số 67 á. Đường này đường số 67. Bữa có bò lá lốp đây nè, tạm nghỉ nè, ngày nay bán 45.000 một phần nè. Ở số 47/20. Nhưng mà địa chỉ mới ngày nay là số 24 đường số 67 rồi. Bữa đêm cũng có khách hàng ở đây đến ủng hộ, cũng rất là vui. Anh nhờ em mới biết con đường này nè. Vậy là con đường này là con đường bò lá lốp á. Mà ngày nay là đường số 67. Con đường này rất là ngắn mà rất là yên tĩnh. Đầu đường là quán nhậu. Đây là đường số 15 nè. Ngày nay thì chúng ta thấy những anh shipper thì ra đường shipper rất là đông, rất là nhiều luôn. Tại vì ngày nay mua cái gì người ta cũng đặt online hết trơn á. Mấy anh đó đang ngồi chờ để lấy đồ ăn á, chắc có lẽ là quán gà nướng bên đường á. Buổi chiều ở đây rất là nhiều món ăn, nhìn thấy ngập trời ông địa luôn. Do là dịch nên mình thấy bớt rồi đó, chứ thôi là buổi chiều khói nghi ngút giống như là khói lâm chiều vậy đó. Hôm nay cửa hàng bánh mì Hà Nội có bánh tay, rồi bánh giò, bánh mì, bánh bao, bánh uống, da heo chiên nước mắm, da heo chiên nước mắm vô cái hũ. Thẳng con đường số 15 này mình sẽ ra đường Nguyễn Hữu Thọ. Ở đây có gà nướng, vịt nướng nè. Nhìn thấy hấp dẫn chưa? Bắp rang bơ. Buổi tối thì có rất là nhiều quán cháo ếch Singapore. Nhưng mà do là dịch bệnh thì người ta cũng nghỉ hết rồi. Bên cánh phải hôm trước là khu nghĩa địa hay gì đó. Nhưng mà ngày nay thì ở đây đất vàng rồi. Gà nướng muối ớt nè. Bún bò xứ Huế. Có anh chị và các bạn nào ăn món gì không? Cái khung cảnh này làm cho em nhớ tới một cái đất nước. Mình nhìn cái hình giống như là phía xa xa là có nhiều núi vậy đó. Ở khu Hàn Quốc. Ở ngay công viên Island. Ở công viên gì ta? Công viên đó giống như là Universal vậy đó, rất là lớn.
quên tên. Công viên đó là của Samsung xây dựng đó. Ở dưới đây mình thấy bán bún bò xứ Huế nè. Bán mang về thôi ha. Chiều nay thì bầu trời hơi âm u, chuyển mưa, nhưng mà không có mưa. Theo quẹo hướng này là chúng ta đi về quận nhất, quận tư, đi qua cầu Ông Lãnh nè. Ở con đường Nguyễn Hữu Thọ này có một dãy building rất là lớn, rất là đẹp, ngày nay mới xây, một dãy chung cư cao cấp của tập đoàn Novaland, dài 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 cho tới Nguyễn Thị Thập luôn, nguyên dãy luôn. Địa bạn chắc có lẽ nhìn không ra ở quận 7 này đâu ha. Nếu mà mình đã xa Sài Gòn rất lâu rồi và ngày nay cũng khó hình dung được cái khu vực này. Bây giờ là Sài Gòn chuẩn bị lên đèn, thành phố chuẩn bị lên đèn. Ngày xưa thành phố Sài Gòn thành phố không ngủ, bây giờ thành phố ngủ sớm. Con nít thì không có chỗ chơi rồi, người lớn thì chỉ đi làm đi về thôi. Giờ này ở nhà chơi với đi làm rồi về nhà chơi với đồng thôi. Thì em có tạo ra một cái kênh nhỏ nhỏ với Lâm Family, trong đó chị cũng có quay clip rồi tối về cùng quay clip ngắn để chia sẻ, giống như là cuộc sống gia đình đến với tất cả cô chú anh chị xem chơi cho vui. Chứ thời dịch này thì cũng không có đi đâu, với lại tạo cái niềm vui nhỏ nhỏ để chị bớt suy nghĩ, đỡ buồn về sự mất mát của má, sự ra đi đột ngột của má. Ta nói còn cha còn mẹ thì hơn mất cha mất mẹ như đèn đứt dây. Năm rồi thì em trải qua mất mát của người cha ở Cái Lậy, mới vừa giáp năm xong thì bây giờ tiếp tục tới má của này, má vợ, bà ngoại của bạn đồng nhỏ. Nói chung cũng rất là buồn. Bây giờ chỉ còn ông ngoại của đồng nhỏ với bà nội của đồng nhỏ thôi. Thì cầu mong cho gia đình lúc nào cũng an lành, sức khỏe dồi dào. Cầu mong cho tất cả anh chị và các bạn đây lúc nào cũng an vui, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Và video clip ngày hôm nay đến đây xin được khép lại. Rất cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video clip và ủng hộ Vinh Long Family. Trước mặt anh chị đó là dòng kênh tẻ hướng ra sông Sài Gòn. Bây giờ thì hẹn gặp lại anh chị trong video clip tiếp theo ở Sài Gòn nha.